Vào tối ngày 6 tháng 7, diễn viên Phạm Đức Long đã qua đời sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp, khiến cho nhiều khán giả bàng hoàng và thương tiếc. Vậy Phạm Đức Long là ai? Phạm Đức Long là một trong những diễn viên người mẫu tài năng của Việt Nam. Anh sinh năm 1988 và lớn lên tại Hải Dương. Diễn viên Đức Long đã đánh dấu và góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như Điệp Vụ Chân Dài, Con Gái Chị Hằng, Lời Nguyền Bomin. Với nét diễn duyên dáng và khá thực, anh chàng đã thu hút được nhiều fan hâm mộ. Không chỉ là diễn viên điện ảnh, Phạm Đức Long còn góp mặt trong nhiều các sàn diễn catwalk nổi tiếng. Phạm Đức Long tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh và nhờ vào vẻ điển trai, sự tự tin vốn có và chiều cao lý tưởng 1m8, Đức Long đã thử sức với lĩnh vực thời trang. Năm 2011, anh tham gia chương trình Siêu Mẫu Việt Nam và giành được top 10 chung cuộc. Tuy rất chịu khó tham gia diễn thời trang hay chụp ảnh mẫu, nhưng Đức Long vẫn phải sống rất chật vật. Anh từng tâm sự, ở Việt Nam, cachê cho mẫu nam lép vế hơn so với mẫu nữ, các show biểu diễn cũng ít hơn. Để trang trải cuộc sống khó khăn, Đức Long đã thử nhiều công việc khác nhau. Cố diễn viên đã từng đi bán soi online. Năm 2017, anh chia sẻ sự nghiệp chững lại, kinh tế gặp khó khăn nên nhiều lúc anh không dám bước ra đường vì không có tiền. Phạm Đức Long ra đi mãi mãi ở tuổi 33. Vào 21 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021, Phạm Đức Long trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, hưởng thọ 33 tuổi. Thông tin đột ngột này khiến cho những người trong nghề và khán giả bàng hoàng, nuối tiếc khi nam diễn viên qua đời khi còn rất trẻ. Vào giữa cuối tháng 6, Đức Long phải nhập viện do bệnh viêm phổi. Nữ diễn viên Cao Thái Hà và mẹ của anh luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho anh. Dù đã lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất, nhưng do phát hiện bệnh trễ khiến cho tình trạng bệnh chuyển biến nhanh theo chiều hướng xấu, khiến cho việc điều trị gặp khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên đã không thể qua khỏi do biến chứng suy hô hấp. Tâm huyết của Đức Long dành cho nghề mang theo đến tận lúc anh mất. Trong chia sẻ cuối cùng vào hồi tháng 6 năm 2021, Đức Long đăng tải một số hình ảnh lên sân khấu, tham gia các vở kịch, xuất hiện trong các poster phim từng tham gia và bày tỏ. Nhớ phim trường, nhớ sân khấu, nhớ công việc, nhớ những đêm lặng lẽ về nhà sau một ngày làm việc. Nhưng lòng vui, nhớ đồng nghiệp, nhớ lắm cả nhà ơi.